Sang Hàn Quốc lấy chồng, cô vợ người Việt bỏ đi sau 13 ngày vì thói quen của chồng lúc ngủ. Mới đây, trong chương trình Inspiration Report 7 của TV Chosan Hàn Quốc đã đưa tin về cuộc hôn nhân của một người phụ nữ Việt và một người đàn ông Hàn Quốc. Đáng nói, cuộc sống vợ chồng của cả hai chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 13 ngày, sau đó thì người vợ đã hoàn toàn biến mất. Theo đó, người đàn ông Hàn Quốc tên là Cha Hun đã sang Việt Nam cưới vợ vào tháng 8 năm ngoái thông qua một công ty môi giới hôn nhân. Trước đó thì anh đã từng mơ về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với cô dâu là người Việt Nam. Thế nhưng chỉ sau 13 ngày, mọi giấc mơ của anh đã hoàn toàn tan vỡ. Sau khi nhập cảnh Hàn Quốc bằng visa kết hôn vào tháng 1, vợ anh đã bỏ nhà đi chỉ sau 13 ngày chung sống. Trước đó, người phụ nữ này còn quyết định ngủ phòng riêng vì lý do chồng ngủ ngáy quá lớn, không thể ngủ được. Jahun sau đó đã tìm đến công ty môi giới hôn nhân để tìm hiểu và liên lạc với gia đình vợ ở Việt Nam, nhưng chỉ nhận được câu trả lời, tôi không biết. Anh cũng đã báo cảnh sát về việc bỏ trốn nhưng vẫn không có cách nào tìm ra tung tích của vợ. Trước đó, Jahun đã chi hàng chục triệu won cho cuộc hôn nhân của mình. Các phóng viên của TV Chosan đã sang quê vợ của Jahun ở Hải Phòng, Việt Nam. Những người hàng xóm cho biết vợ của Jahun đã kết hôn với một người đàn ông Việt Nam trước đó. Ngoài ra, bố và mẹ của cô dâu cũng đưa ra những câu trả lời khó hiểu. Ban đầu họ nói không biết ông Jahun, nhưng sau đó lại nói rằng anh là bạn của con gái mình. Tuy nhiên, họ cũng trả lời rằng không biết con gái mình ở đâu. Trước phản ứng của gia đình, Jahun nói rằng đó là một lời nói dối. Gia đình của cô gái đã bịa ra và lừa dối anh ngay từ đầu. Cũng theo TV Chosan, Jahun biết đến vợ của mình thông qua một công ty môi giới kết hôn quốc tế. Từ lần gặp đầu tiên đến khi kết hôn chỉ diễn ra trong khoảng 5 ngày 4 đêm tại Việt Nam. Sau khi kết hôn, người vợ Việt Nam ôn thi tiếng Hàn trong vòng 6 tháng để nhận được visa kết hôn và nhập cảnh vào Hàn Quốc.